Hello, xin chào bạn, mình là Việt và trong clip này mình sẽ chơi vị tướng Auriel nha. Theo cầu của rất nhiều anh em trong những ngày vừa qua, thực sự là đau lắm rồi không muốn vị tướng Auriel. Ok, theo cầu anh em mình sẽ làm vị tướng này chi tiết để các bạn múa vị tướng Auriel dẻo hơn. Đó, cho Auriel tốt hơn. Ok, tên rất là hên. Van hên thì không hên như vậy đâu, mình còn tốc biến nha, chắc chắn là chết. Rồi, mà dừng tim bạn thì mình bay qua tường, làm chậm luôn. Hiện tại khả năng làm chậm của Auriel nó bị giảm đi này. Đó, và hiện tại là meta của xạ thủ, thành ra Auriel không được bay nhiều, bởi vì bay một tí đã bắn sấp mặt rồi, lấy gì để bay. Đấy, các bạn thấy là chim rất sợ súng và cung tên. Đấy, chim sẽ gãy cánh ngay lập tức bị phát súng ngay và cung bắn sấp mặt anh em ơi. Ok, là đùa vậy thôi. Yeah, và chơi Auriel nào, trang bị như thế nào, bảng ngọc như thế nào, các bạn cùng theo dõi nha. Thực ra thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video clip tặng fan. Bởi vì tháng này mình sẽ cố gắng, một cái tháng mình sẽ làm thật nhiều video clip tặng fan thân yêu của mình. Lần này like của bạn Huy có tên là The Kawan. Và xin chúc mừng bạn Huy đã đỗ đại học vào trường công đoàn. Chúc mừng bạn Huy nha. Và chúc mừng tất cả anh em 2K đã đỗ đại học. Đây là điều rất tuyệt vời, niềm mơ ước của các bao như bạn đấy. Rồi, các bạn hãy cố gắng lên đại học thì học tốt nha. Và không phụ lòng cha mẹ đã nuôi mình 12 năm học này, cộng với không phụ lòng thầy cô. Và các bạn học tốt thì tương lai các bạn sẽ có nghề nghiệp và tương lai sẽ thật tốt nha. Ok, tấn công. Van Hên bị choáng rất lâu bởi theo lát và Van Hên chắc chắn chết. Rồi, ở đầu game thì team fit hơi nhiều nhưng không sao. Với chị Auriel thì chị có thể bay mọi cánh và gánh tất cả anh em ơi. Biết là mình không ảo tưởng sức mạnh. Ok, và tại sao hiện tại mọi người bảo Auriel yếu? Tất nhiên là có lý do của nó đấy, nó giảm sức mạnh thì tất nhiên là yếu rồi. Với cả hiện tại là meta nhiều vị tướng khắc tinh Auriel quá. Ví dụ những con sát thương mạnh, sát thủ mạnh hoặc là khống chế nhiều, hoặc là sát thương nhiều, xạ thủ bắn từ xa. Đấy, thế nó làm Auriel yếu đi. Bởi vì nó bắn cho Auriel sấp mặt không kịp chơi nhây mà anh em ơi. Auriel vị tướng nhây, bay giữa đội hình tìm bạn, bay đi bay lại. Và để bay tốt thì các bạn phải hiểu kỹ năng của vị tướng Auriel. Đầu tiên mình sẽ nâng mắt chiêu 2 trước. Và ở khi dùng chiêu cuối thì các bạn phải bay vùng quanh chiêu cuối nha. Mình sẽ hộp báo một phát. Cân đôi. Ơi, thôi không thích cân 3 đâu. Thôi thanh niên có ảo chảm nào vậy. Tiếc quá. Có đấy mà không choáng được mình à. Thanh niên Murat chết chắc mình này anh em ơi. Rồi kia ô ma. Gõ vỡ đầu. Đấy, các bạn thì thấy là bây giờ để ảo tưởng sức mạnh bằng Auriel quá khó. Mình đã minh chứng cho các bạn vừa thấy rồi. Tưởng vào đấy là mình cân 2, nhưng mà không tin bạn là có 3 người, 4 người. Mình chắc chắn là sấp mặt thôi. Không để là ảo tưởng sức mạnh như vậy được nha anh em ơi. Superman tim bạn thì cũng rất là xanh. Đấy, thực ra trận đấu này không biết có bay được không, như một xiên của Superman cũng rất là thốn rồi. Ok, trời ơi sao không tấn công. Và tấn công là mình có thể ăn double kill rồi. Ok, nâng kỹ năng thì các bạn chú ý nha. Ôi thôi thôi té. Kinh quá, tìm bạn toàn người sát thương khủng thôi. Rồi rồi, về các bạn ơi. Về về nha. Điểm chú ý sử dụng Auriel đó là các bạn phải bay vùng quanh chiêu cuối hoặc là chạy về chiêu cuối để lấy hồi chiêu. Đấy, đây là điểm chú ý rất là quan trọng của anh em chơi Auriel. Nếu các bạn chưa hiểu là chiêu cuối tác dụng gì đâu, một pha né chiêu cuối của tên rất tuyệt vời. Double kill luôn. Bắt chị Auriel mà hơi khó đấy. Chẳng qua vừa đấy là mình thử cái sự ảo tưởng sức mạnh của Auriel thôi. Chắc chắn là sấp mặt khi ảo tàng tưởng sức mạnh anh em ơi. Ở con Auriel này có bùa xanh rất là tuyệt vời nha. Nếu mà dừng team mình mà không cần mana thì các bạn xin con bùa xanh. Đấy, hoặc là các bạn cướp bùa xanh team bạn thì rất là tốt, sẽ rất là khỏe. Vì con này rất cần hồi chiêu. Chính vậy cái đồ trang bị của Auriel thì lúc đầu mình vẫn khuyên các bạn là phải có hồi chiêu cho Auriel. Đấy, mặc dù trượng băng tăng khả năng khống chế cho Auriel nhưng mà không có hồi chiêu, mình không khuyến khích anh em nên trang bị đó cho vị tướng Auriel.
Đó. Ok, với cả trận băng bây giờ cũng làm chậm 20% thôi anh em ơi. Audio cần làm chậm là lỗi tại ok rồi. Bay luôn, trời ơi, đẩy. Đẩy nè. Đẩy vào không khí nha. Rồi. Ơi, thôi. Né này. Rồi, tốc biến ra đây. Bay nè. Định làm gì? Bắt chị Audio hơi khó đấy. Nhất là khi Audio đang vòng chiều cuối. Né sát thương rất là tốt. Để đánh tốt Audio thì các bạn nên trang bị giống của mình nha. Bằng ngọc cho Audio thì các bạn dùng bằng ngọc thứ sau, ngọc đỏ là công phép và xuyên giáp phép, ngọc tím sẽ sử dụng bằng ngọc hút máu phép và ngọc lục các bạn sử dụng bằng ngọc máu tối đa và hồi chiêu nha. Đấy, đấy là bằng ngọc vị tướng Audio. Trang bị thì các bạn theo dõi bên dưới, mình luôn để trang bị để các bạn tham khảo chơi Audio tốt hơn. Rồi, và để đánh tốt Audio thực sự là phải cần cái độ dẻo của đôi bàn tay của các bạn rất nhiều để múa. Và khi các bạn muốn né để sát thương kỹ năng của tướng địch thì các bạn sẽ giành chiến thắng thôi. Ui, thôi. Một cục máu. Bay. Lé. Bay. Lé. Đấy, các bạn thì thấy đấy. Phải bay thật nhiều và bay vừa bay phải né được cái hướng di chuyển của tướng địch đó. Cố gắng trong bụi cỏ thì các bạn sẽ bay vào bụi cỏ rất là lợi nha. Đấy, điểm chú ý. Hoặc là bay qua tường. Đấy, khi các bạn đặt chiêu cuối ở những vị trí đặc biệt, các bạn nên đặt chiều cuối hợp lý nhá thì mới phát huy sức mạnh của Audio. Ấy, nó múa dẻo vãi. Ok, thực ra tháng rời chưa sờ Audio đấy. Đấy, nhưng không sao, mình ngày nào cũng quay à không. Cái đôi bàn tay của mình cũng khá là dẻo, thành ra múa cũng ok đấy anh em ơi. Khi các bạn bay được trong vòng cái chiêu cuối thì thực sự là sẽ rất bá đạo. Và hồ chiêu hầu như là các bạn bay liên tục. Và khi anh em bay liên tục rồi thì rất khó bị giết nha. Đây là điểm chú ý duy nhất và quan trọng nhất của vị tướng Audio. Sau khi lên max hồ chiêu rồi thì các bạn sẽ lên cái món đồ giúp cho Audio có phép bổ trợ bất tử. Cái này cũng rất là cần thiết. Rồi Dioma không cân đôi được. Thôi mình sẽ giúp bạn tiêu diệt anh chàng thê này. Chạy làm sao được bạn ơi. Ở trong phiên bản tiếp theo, vị tướng Audio không được tăng sức mạnh anh em ơi. Nó vẫn giữ nguyên cho thời điểm hiện tại. Đấy, mình sẽ thử solo kinh công này. Mà hơi thiếu sát thương. Không biết bay đến khi nào mới xong một tuần kinh công đây. Ok. Bay. Rồi. Rất cố gắng bay. Nhưng mà không đủ sát thương anh em ơi, thôi té. Có khi đánh đến tiết công vô mới ăn được kinh công. Mày có đồng đội, có quyền vương vào đấy là mình chắc chắn ăn được kinh công rồi. Rồi, anh em từ đã, có Superman nè. Tôi xong rồi. Rồi là chị lại cần hết rồi. Chị cần hết này. Chị bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây, mình cần hết. Chạy làm sao được. Ôi, địch chúng có một tia kìa, tiếc thế. Ở đây chúng ba tia là chắc chắn Superman chết rồi. Khá là tiếc. Rồi, ấy thôi. Ôi, trụ bắn mình. Rồi, bye bye, nhưng mà không, chắc là mình lên bản số rồi. Thôi. Trời ơi, gây cánh rồi. Ok, và tháng này mình sẽ cố gắng làm thật nhiều video clip tặng những fan thân yêu của mình. Vì các bạn đã bỏ thời gian xem clip của mình rồi like, rồi share lên Facebook, share lên các ứng dụng mạng xã hội. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha.
Còn rất nhiều anh em cố gắng lại, cố gắng xem quảng cáo ủng hộ mình nữa. Thực sự cảm ơn rất nhiều. Và tháng này thì mình sẽ cố gắng làm thật nhiều video clip để tặng các bạn nhắn tin vào Facebook ở phần mô tả video của mình nha, để mình làm video clip tặng các bạn để cảm ơn các bạn. Đó. Thực ra mỗi ngày mình chỉ làm được 3 clip thôi. Đấy, thành ra là mình chỉ làm tối đa được 3 bạn trong ngày. Nên các bạn nào chưa được làm thì các bạn thông cảm nhé. Các bạn cứ nhắn tin thì mình đọc đến thì mình sẽ làm tặng các bạn, chọn 3 người bạn may mắn nhé. Và có những cái video clip mà ý nghĩa tặng các bạn trong những sự kiện đặc biệt trong đời, hy vọng sẽ làm các bạn vui. Ok, Superman. Superman làm gì đấy bạn ơi? Và hiện tại thì mình đang nhận quảng cáo ứng dụng Hubo. Đây là một ứng dụng tính phí nên các bạn cân nhắc khi sử dụng nhá. Đấy, tất nhiên là quảng cáo ứng dụng, nhưng mà sự thật là ứng dụng nó phải tính phí tất cả mọi thứ đấy. Anh em mà thích chơi free thì không nên tải ứng dụng. Cái này dành cho các bạn có điều kiện và các bạn không có bạn bè để chơi. Ok, và video đến đây hết thôi. Xin chào các bạn, bye bye. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay. Ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được cầu bài tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem một phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSport, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.